nói chuyện được. Ví dụ bây giờ đó, để vào trong miệng nói rằng hôm nay tôi đi chơi vui ghê. Rồi nói bonjour mes amis, je suis très heureux de vous jouer de la musique. Bonjour mes amis, je suis très heureux de vous jouer de la musique. Rồi nói hello, how are you? I'm very glad to play the music for you. Hello, how are you? I am very glad to play the music for you. Wow!